chùa lâu âm vang dòng mây hồi chuông. Một nhà sư trong lớp áo nâu sòng đang kính cần quỳ dưới chân Phật tôn. Đệ tử làm một triện liên xin cúi đầu đảnh lễ trước đấng từ bi thần thông quảng đại. Đệ tử xin thành tâm phổ phục trước niên đại. Tìm đường xuống điện minh dương để được bao đền tình tâm mẫu tử. Xin chào biết kiên diêm dương đề
Mi là kẻ ở miền Dương Thế. Cơ việc gì mà xuống tận Âm Cung? Hãy mau mau bài tỏ thủy chung, cho ta được hãng tường cơ sự đó nghe. Trăm lại Đức Diêm Vương, hãy cho bằng tăng qua mười cửa ngục, để tìm mẫu thân cho thỏa lòng thương nhớ. Kẻo Âm Dương cách biệt mấy năm, trường điện thần Quảng Dương liền sai quỷ giả xoa đưa một liên dội giả lên đường. Sau khi nghe tiếng khóc than của những quan hồn nào biển lửa giặc dầu, nào kim thọ bao sơn, những hình phạt vô cùng thảm khốc, nỗi nhớ mẫu thân, nỗi sầu gia diên, mục triền liên thêm thống thiết càng trường. Xin quỷ giả soi dừng gót lại, để cho tôi nhìn kỹ một người đang ngồi tựa bàn trong ngọn lửa hồng thiêu cháy toàn thân. Trời, trời ơi, trời, mẹ của ta, mẹ của ta đang chịu một hình phạt vô cùng thảm khốc. Mẹ, mẹ ơi, con lầm một triền liên đây nè mẹ. Con xuống tận đây để mong tìm trừ tội chướng con.